Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một tuần trôi qua thì Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình Ai Đến Hôm Nay lại được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là mỗi một chương trình thì chúng ta sẽ có những câu chuyện nào, những thử thách nào, và đặc biệt là khách mời liệu rằng có vượt qua được thử thách đó hay không. Vậy thì hãy cùng chờ đợi xem hôm nay ai đến. Cho tôi xin một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về quá. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá, có ai cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà, ai bảo là không sang. Với những hình ảnh vừa giới thiệu vừa rồi thì các bạn đã biết được là người đến với chương trình của chúng ta hôm nay là ai rồi. Xin được chào đón đến với chương trình Đinh Mạnh Ninh. Xin chào anh Thái Mạnh Thắng và xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Chúng ta cũng đã có một cái quãng thời gian rất là dài hoạt động nghệ thuật, tức là ở những cái sân khấu thì có, tuy nhiên là ra những cái sản phẩm âm nhạc thì cũng lâu lâu rồi mới thấy ra một sản phẩm. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện đó. Trong suốt thời gian vừa rồi thì Ninh làm gì? Chắc hẳn là khán giả của chương trình cũng đang muốn biết một chút xem. Thực ra thì trong suốt thời gian vừa rồi thì em làm nhạc. Em làm nhạc ư? Em thực ra em chả biết làm gì khác ngoài làm nhạc cả. Đi học thì cũng là đi học về nghệ thuật, học về nhạc. Chúng ta sẽ nói về một cái tác phẩm, một cái sản phẩm âm nhạc rất mới của em, Don't Let It Be Too Late. Tại sao lại là một bài hát tên tiếng Anh mà nội dung là tiếng Việt? Đúng. Thực ra thì cũng có khá là nhiều người hỏi em là tại sao lại lấy tên là Don't Let It Be Too Late, một cái câu tiếng Anh mà lại không phải là một câu tiếng Việt. Thì Don't Let It Be Too Late thì nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam thì nó là đừng để nó trở thành quá muộn. Thì thực ra thì sử dụng tiếng Việt cũng được thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là với cái cấu trúc mà khi mà mình, thực ra em viết bài hát trước xong em mới đặt tên để làm sao mà cái câu hát nó lại vừa với cả cái cấu trúc âm nhạc của bài hát ấy. Thì em nghĩ là sử dụng cái tên tiếng Anh và cái câu chủ đạo, cái câu mà nhắc đi nhắc lại điều khúc ấy, là tiếng Anh thì nó sẽ hợp hơn so với tiếng Việt. Thế là quý vị khán giả cũng hết sức thông cảm nhé. Đừng quy cho Ninh cái tội là xính ngoại. Đây là một bài hát rất là tình cảm. Đôi khi mọi người cũng nghĩ là thường thì những người nhạc sĩ họ sẽ lấy chất liệu từ cuộc sống, đôi khi là từ chính bản thân mình để làm ca từ cho bài hát. Don't Let It Be Too Late có phải là một câu chuyện có thật nào mà Ninh đã từng trải qua không? Sáng tạo nghệ thuật thì cũng đều lấy ý tưởng từ cuộc sống ấy. Cuộc sống thì cũng có thể là câu chuyện của bản thân mình, hoặc là câu chuyện mà mình được chứng kiến, câu chuyện mình chiêm nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Thực ra thì em nghĩ là nó không phải là chỉ mỗi câu chuyện cá nhân của em, mà nó có câu chuyện của rất nhiều người. Bởi vì bài hát thì nó xoay quanh một cái câu chuyện là hai người đã chia tay nhau rồi, nhưng mà vẫn còn vướng víu về mặt tình cảm rồi. Và vẫn còn rất là mong đợi có thể cứu vãn được cái gì đấy. Với mỗi một chương trình ấy, chúng ta sẽ có một đến hai thử thách dành cho khách mời. Em có được từ chối không ạ? Không được em ạ, khó lắm. Trò chơi của chúng ta rất là đơn giản, đó là chương trình sẽ đưa ra một loạt những cái từ khóa. Và khi mà đưa ra từ khóa đó thì em phải hát một bài hát trong đó có từ khóa mà chương trình đưa ra. Rồi ạ. Trời thôi, ok. Từ khóa thứ nhất, cô đơn. Trong cái bài hát, cũng là một bài hát của album sắp tới của em. Bài Amazing. Và ta mạnh mẽ hơn, không sợ hãi, không yếu đuối, cùng nhau mình sẽ xuyên qua. Không phải cô đấy. Trước cô đấy cơ. Rồi. Để em nhẩm lại lời nhá. Lặng yên và radio đã phá đất playlist ta, nhìn nhau bỏ lại đằng sau mình hết những nỗi lo sợ cô đơn. Đấy mày. Thật ra bởi vì ở đây là thứ nhất là bởi vì là hôm nay em hát live rất là hay. Thứ hai đây là bài hát mới, thế nên là chương trình tạm thời bỏ qua. Chứ như những khách mời khác, câu đầu tiên mà em lựa chọn mà không có là đã bị phạt rồi. Ôi thế ạ. Thôi được rồi. Chương trình khẩn đấy. Rồi đấy, khó lắm, khủ khoảm lắm. Rồi ok, từ khóa thứ hai, yêu và yêu và yêu.
Bài của em luôn. Yêu và yêu và yêu em mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Và yêu mình em, chỉ mình em thôi. Chẳng phải là một ai khác. Okay. Bài mùa yêu đầu. Mùa yêu đầu. Chứ không phải là mùa yêu đầu tiên. Và từ khóa thứ ba đó là hướng dương. Hướng dương à? Ôi, hướng dương à? Hướng dương khó thế nhỉ? Hướng dương khó thế nhỉ? Hướng dương à? Tôi chết rồi. Năm. Thôi em chịu luôn, hướng okay. Dương em chưa có. Và như vậy là vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã chịu thua ở từ khóa thứ ba đó là hướng dương. Vậy thì ở đây chúng ta có tất cả là ba lựa chọn cho em. Chanh này, bánh này, kẹo này. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong ba hình phạt này. Em sẽ lựa chọn hình phạt nào? Em thì em không thích ngọt. Em sẽ chọn chanh. Chanh, ok. Em sẽ lấy một lát chanh và chúng ta sẽ ngậm và ăn bằng hết. Chỉ được nhà hột, không được nhà vỏ. Ui, đơn giản. Ôi giời. Ngon đúng không? Cũng không ngon lắm nếu mà ăn như này. Nhưng mà chấp nhận được. Nhưng mà chấp nhận được. Rồi, từ khoảng thứ tư, biển hát. Đợi em tí để em nhớ lại lời đã. Có thời gian nhớ lại lời đúng không? Cho em 10 giây. Thôi anh cho 10 giây thì nó dài quá. 20 giây đi anh. Ngồi nghe biển hát di dào, như lời ru từ thuở ấu thơ. Nghe lời mẹ hát mơ màng con say. Và từ khóa cuối cùng nhá, chúng ta sẽ đến từ khóa cuối cùng đó chính là nụ hôn. 10. Anh đừng làm dế để em. Anh đừng làm dế để em. Anh đấm nhầm thôi. Không, lúc đầu nghĩ cũng dễ thôi nhưng mà đến lúc này là khó đúng không? Hết không phải rồi. Là không phải là khó đâu mà là tại vì anh ấy. Tại vì anh ấy. Anh cứ đếm là tự nhiên bị căng thẳng. Nhưng mà dẫu sao đã là cuộc thi thì phải có thưởng có phạt. Rõ ràng là vừa rồi thì với từ nụ hôn là em chưa trả lời được. Chúng ta sẽ còn hai thứ ở đây thôi, cho em lựa chọn bánh hoặc kẹo. Anh biết là em không thích ngọt lắm. Thế nhưng mà bởi vì là đã thôi rồi thế thì em xin phép khán giả mình sẽ chọn cái ít ngọt hơn. Một lần ăn hết, xin mời. Một lần ăn hết ạ? Đúng rồi. Em có cảm giác cái vị gì ngoài cái vị kem của cái bánh này không? Nó hơi ngọt một chút nhưng mà cái ngọt này thì nó không quá khó chịu với em. Thật ra trong bánh này thì nó không chỉ đơn thuần là chỉ có sô-cô-la, chỉ có đường đâu mà nó còn có một cái thứ mà rất hay mọi người ăn sushi thường cho vào, đó là mù tạt. Mà anh nghĩ là tại sao em ăn lại không phát hiện được cái vị mù tạt ở trong bánh nhỉ? Hoặc là có thể là do... Không, chắc anh đùa ấy. Chắc anh đùa ấy. Sao chứ em không thấy? Không thấy. Không thấy ạ. Chắc chắn luôn. Chắc chắn. Ok. Chia sẻ với em biên tập nữ, có lẽ đây là một trong những fan hâm mộ của Đinh Mạnh Ninh, thế nên làm ra là mặc dù là chương trình yêu cầu đưa ra là phải có mù tạt ở trong những chiếc bánh kem này, nhưng bạn ấy chắc là cố tình không cho vào. Cảm ơn bạn đã giơ cao đánh khẽ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với câu chuyện của Đinh Mạnh Ninh. Mọi người thấy em cô đơn cũng lâu rồi. Thôi mọi người đừng nói đến những chuyện đấy. Mình đang vui mà. À thế ok, thôi thì mình sẽ không hỏi chuyện tình yêu nữa. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về sự nghiệp thay vì chuyện tình cảm nhá. Từ khi mà chúng ta tách nhóm M4U thì mỗi người đều có một cái công việc riêng. Nhiều người thì sẽ lựa chọn con đường nam tiến để có thể là phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Cá nhân Ninh là anh thấy ngoài Bắc nó sẽ hợp hơn với em hay là có một cái lý do nào đó mà em không nam tiến? Thực ra thì nói đến chuyện nam tiến này thì nó cũng khá là muộn rồi. Bởi vì là nếu mà em nam tiến thì em chắc là nam tiến từ những cái năm khoảng tầm 2009. Bởi vì đối với em thì một cái việc quan trọng nhất là mình phải củng cố được cái cơ bản của mình. Với sự hướng dẫn dìu dắt của các thầy cô giáo trong môi trường chuyên nghiệp thì về sau này thì mình muốn làm cái gì, mình làm đến đâu thì cũng sẽ làm được. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đang học mà mình mới có những cái thành công gọi là nhỏ bé đầu tiên mà mình lại vội vã gọi là theo đuổi để học những cái thành công lớn hơn ý, thì em nghĩ rằng kể cả nếu mà mình có thành công ý, thì nó sẽ là một cái thành công mang tính gọi là nhất thời và nó không bền chắc. Thế đâm ra là em đã cố gắng là em học xong nốt cái khóa học của em ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cái lý do thứ hai mà khiến đến bây giờ em vẫn không nam tiến có lẽ rằng tại vì em là một người khá cứng đầu. Em khá bảo thủ trong cái quan niệm sống của mình. Trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì nó là một mảnh đất mà em nghĩ rằng nó màu mỡ dành cho những người muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc. Ở trong đấy nó có quá nhiều những cái hỗ trợ mà nó giống như là mình đi vào một cái đại siêu thị, mình cần cái gì mà mình cần phát là có luôn.
lý do mà khiến em ở lại Hà Nội thì là Hà Nội nó hợp với cả cái nhịp sống của em. Và Hà Nội có 4 mùa, xuân hạ thu đông, và mỗi cái lần chuyển mùa ấy thì nó là một cái chất xúc tác rất là tuyệt vời cho em. Rồi, mỗi người đều có những lý do riêng để chúng ta ở lại một cái nơi nào đó, mảnh đất nào đó. Bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện về sự nổi tiếng đi. Có rất là nhiều người có chia sẻ là thực tế là Đinh Mạnh Ninh có một khối lượng các ca khúc hit không hề ít. Tuy nhiên là mặt bằng chung nhá, thì Ninh cũng chưa thực sự nổi bật. Và mọi người cảm thấy rất là tiếc vì điều đấy, thực sự luôn. Vậy thì chúng ta có lý giải gì về cho cái thứ mà mọi người vẫn thắc mắc như vậy không? Em cũng thấy rằng là cái việc mình không nổi tiếng như kỳ vọng của mọi người ấy, thì cái thứ nhất, em bắt đầu sự nghiệp của em ở trong cái thời kỳ mà nếu anh nhớ là từ năm 2007, 2008, 2009 thì hồi đấy cái công nghệ PR nó chưa có. Mỗi bài hát nó sinh ra và nó hữu xạ tự nhiên hương, tức là bài hát cứ hay thì người ta sẽ phát. Và ngày xưa thì em nhớ là phát ở trên TV và đặc biệt là phát trên radio. Thì phát đi phát lại rất là nhiều lần. Và hồi đấy thì chưa có quảng cáo. Chưa có quảng cáo, chưa có những cái hình thức PR như bây giờ. Thì em bị quen. Em bị quen là em chưa bao giờ nghĩ đến cái việc làm sao để mình có thể có những cái chiêu PR nó thật tốt. Đâm ra bây giờ tự nhiên mình cảm thấy mình bị lụt, bị hơi bị cùn ở cái đoạn đấy. Mình không được sắc bén trong cái khâu đấy. Cái thứ hai nữa thì em nghĩ rằng nó cũng là một cái rất là quan trọng, đấy là em bị lười. Tính của em thì thứ nhất là em cũng không thích kiểu quá bon chen. Thấy người ta như thế này mình phải được như thế này. Em cứ thích làm những cái gì mà mình thích đã. Thực ra thì cái nhạc của em thì em nghĩ đến bây giờ thì có rất là nhiều người đồng ý với em là nhạc của em không khó nghe. Nhưng mà tại sao mọi người không biết nhiều đến, tại vì em không PR và em cũng không ra nhiều những cái sản phẩm gọi là nó phải đều đặn. Đấy một cái rất là dở của em, đến giờ phải công nhận một cái điều như vậy. Rồi, chuyển sang mini game thứ hai nhá. Ui, lại game nữa à? Game nữa chứ. Ở đây chúng ta lại có một bộ bài. Và trong bộ bài này thì anh sẽ mời em rút 3 quân. Hồi hộp thế. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện theo những yêu cầu mà bộ bài đưa ra. Show ra số dư tài khoản. Rồi. Hãy cho chương trình biết là số dư tài khoản hiện tại của em như thế nào. Đây. Em rất là tự tin về cái khoản nghèo của mình. Xin được hỏi là hiện tại em đang dùng bao nhiêu tài khoản ngân hàng? Anh đừng đi vào chi tiết. Rồi, đây là một cái bước đệm rất là cần thiết thưa quý vị. Thực ra thì mỗi người một người đàn ông ấy, chúng tôi nghĩ là cần có từ 2 đến 3 số tài khoản. Đúng rồi. Nếu mà giả sử tôi vào vị trí của Đinh Mạnh Ninh bây giờ, tôi cũng hoàn toàn có thể show ra một số tài khoản, trong đó chỉ khoảng vài trăm nghìn thôi. Đây. Đây ạ, xin mời quý vị. Đây, 3.685.487 đồng. Thực ra đấy, mỗi một người nghệ sĩ thì đều có nhiều số tài khoản. Và đây là một trong số tài khoản của Ninh. Okay. Tuyệt vời nào, đó. Xin mời em. Cái thứ hai, gọi điện mời cưới người yêu cũ. Hay, bạn này là kết thúc tình cảm lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu rồi, đó. Ok, xin mời em mở loa ngoài. Alo, em có đang rảnh không? Anh thì gọi điện anh mời cưới em. Ừ. Em đi vào chi tiết thế làm gì nhỉ? Có những chuyện không nên đi vào chi tiết đâu, anh chỉ thông báo với em là anh chuẩn bị lấy vợ. Và anh rất muốn mời cưới em, mặc dù ngày xưa em cưới anh không đi, nhưng bây giờ anh rất hy vọng là em sẽ đi đến đám cưới của anh. Bao giờ cưới đây? Chưa biết được, em đồng ý đi đám cưới của anh không đã? Nhưng bao giờ, cưới bao giờ được? Em... anh nói đùa, anh đang ở trên một cái chương trình truyền hình nhé, người ta... bắt anh phải thực hiện một thử thách. Anh hơi nhạt anh ạ. Cảm ơn em nhé. Tại vì em là phương án mà anh nghĩ là an toàn nhất. Tại vì đến bây giờ thì anh em vẫn là bạn bè rất không, là. Nhưng mà. Thôi. Anh cứ máy đây. Mời cưới là không mở, không đến đâu. Không đến đâu rồi. Rồi, anh xin lỗi em nếu mà hôm nay chương trình có khiến cho gọi là tình bạn của hai bạn có tí sức mẻ. Không hề sức mẻ một chút nào cả. Có một cái điểm như thế này là tôi rất là tự hào. Mỗi lần mà khép lại một cái chuyện tình cảm nào đấy với một cô gái nào đấy thì Ninh luôn luôn giữ được mối quan hệ tốt với bạn ấy. Rồi, dạo sao chúc mừng Ninh. Ok, vượt qua thử thách. Rồi, còn lá bài cuối cùng, nốt đi. Hát một bài với tông giọng trái với giới tính của bạn. Có một cái bài này thì em cũng rất là thích. Là ngày xưa là của Tiên Cookie sáng tác và Bích Phương hát. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình,
và môi hôn rất khẽ dư âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã vừa vượt qua một phần của Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là chọn màu hashtag. Và ở phần này thì chúng ta sẽ mời khách mời lựa chọn 3 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9. Mời em. Là con số 7. 7, ok. Đến với số 7 thì chúng ta sẽ đến với một hashtag màu trắng có tên gọi là Top 1 Trending. Đó, Top 1 Trending là một cụm từ mà có lẽ là rất nhiều nghệ sĩ đáng ao ước khi mà những cái sản phẩm của họ đưa lên được đứng vị trí số 1 ở trên rất là nhiều những cái bảng xếp hạng hoặc nền tảng âm nhạc. Với cá nhân em thì sao? Em rất là muốn, nhưng mà không phải là cái mục tiêu đấy là mình mục tiêu phấn đấu cao nhất của mình. Cái thời mà những bài hát của em còn có trên top ấy thì thường thường nó không có từ trending. Cái quan trọng nhất của mình là mình có được tệp khán giả nghe nhạc của mình, người ta hiểu được cái thông điệp của mình trong âm nhạc. Và cái thứ hai dần dần mở rộng ra. Thì em cũng hy vọng là một ngày nào đấy thì mình cũng có cái cơ hội được top 1 trending chẳng hạn. Số thứ hai là gì? Số thứ hai là em xin chọn số 5. Số thứ 5 của chúng ta là một hashtag màu đen với từ khóa là nhạc rác. Nhạc rác. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái ca khúc với những cái từ ngữ không thực sự chuẩn mực. Nó khiến cho dư luận cảm thấy rất là bức xúc. Và hiện tượng nhạc rác thì không mới, nhưng mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn và nó ảnh hưởng tiêu cực đến người nghe, đặc biệt là đối với những khán giả trẻ. Và điều đáng nói nhá, không phải là những nghệ sĩ mới đâu, mà thậm chí là cũng đã có những cái nghệ sĩ rất nổi tiếng rồi cũng sử dụng những cái ca từ, những cái hình ảnh nó thực sự không phù hợp. Với cá nhân em thì em nghĩ như thế nào về cụm từ nhạc rác, đặc biệt là trong thời gian gần đây? Thực ra thì nhạc rác nó không chỉ là những cái ca khúc mà mang những cái từ ngữ gây sốc, nó còn bao gồm cả những cái bài hát bình thường không có những cái từ ngữ như vậy nhưng mà cái nội dung của nó không đi đến đâu cả. Chúng ta cũng chưa có những cái chế tài, những cái quy định trong cái việc quản lý văn hóa về những cái sản phẩm như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với con số cuối cùng. Là số 9. Số 9, ok. Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam. Vẫn đang có những ý kiến trái chiều liên quan đến nội dung này. Hashtag của chúng ta có chủ đề là hai thu nhập không con cái. Thực ra thì đây là một cái trào lưu được rất nhiều các bạn trẻ ở các quốc gia châu Á gần chúng ta, ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, họ lựa chọn. Tức là hai người trẻ cùng thu nhập về sống chung một nhà nhưng họ quyết định là sẽ không sinh con. Em thì em thấy rằng cái việc hai thu nhập và không con cái thì đây là một cái việc rất cá nhân và nó còn hơi ích kỷ nữa. Đối với cá nhân của em thì em là một cái người mà hướng về gia đình rất là nhiều. Em trân trọng rất là quý những cái giá trị về gia đình. Thế em thì em chưa bao giờ nghĩ rằng là một cuộc sống của một con người sẽ hạnh phúc nếu mà thiếu gia đình. Đối với em thì em luôn luôn nghĩ rằng là cái hạnh phúc cuối cùng của em sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, rất là cảm ơn Đinh Mạnh Ninh. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 4, phần cuối cùng chương trình, góc review. Ở phần này thì chắc là sẽ nhờ Đinh Mạnh Ninh sẽ lựa chọn một trong 3 nội dung sách này, phim hoặc âm nhạc để chúng ta có thể là nói về một thứ mà chúng ta thích nhất. Em sẽ lựa chọn điều gì? Xin phép là được review phim đi. Em vừa xem xong một cái bộ phim gọi là phim hoạt hình. Nó thuộc thể loại viễn tưởng nhưng lại rất lãng mạn. Nó là cyberpunk. Thì cái bộ phim này là một cái bộ phim nói về xã hội tương lai của loài người, khi mà loài người đã được cấy ghép, có thể cấy ghép được rất nhiều những cái bộ phận mang tính gọi là siêu sức mạnh, gọi là superpower, thì nó gần như là siêu nhân ấy. Nhưng cái bộ phim này khiến cho em cực kỳ ấn tượng là bởi vì không chỉ có những cái gọi là cái hình ảnh hết sức là tuyệt vời mà nó còn kèm theo một cái phần cực kỳ quan trọng, đấy là âm nhạc rất hay. Và có rất nhiều những cái phân đoạn khiến cho em cảm thấy nó rất là hay, xúc động và đầy tính nhân văn. Nghe review kiểu này thì không xem thì không được rồi. Thưa quý vị, đó là những thông tin cuối cùng để chúng ta có thể là tạm chia tay với vị khách mời ngày hôm nay, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay, và xin chúc mọi người sẽ có được một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.